Do hoa là sản xuất từ thiên nhiên, công thức của Nhật Bản, nó rất gần gũi với thiên nhiên, độ an toàn của nó cao, tác dụng của nó tốt, đấy, và nó đảm bảo được cái độ bền vững lâu dài. Người ta dùng ngay cái liệu trình đầu tiên, người ta thấy có tác dụng rất tốt cho vấn đề là suy giảm sinh lý, suy giảm tình dục, đặc biệt là suy sinh dục và mãn dục. Thì chúng tôi thấy cái này là rất tốt, tiện lợi, dễ sử dụng, dễ dùng. Thì tôi khuyến cáo mọi người nên sử dụng cái loại cái thực vật chức năng giao hoa này. Đối với người nam giới, anh có thể kém một chút về địa vị xã hội, anh có thể kém một chút về tiền, nhưng mà nếu như mà anh mà bị thua kém một chút về phong độ đàn ông thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều mà rất khó cái người nam giới, người đàn ông nào mà chấp nhận cái điều đấy. Chính vì thế cho nên là đối với anh, việc sử dụng hải giao hoa để tăng cường sinh lực, để bổ sung cho cái sức khỏe của mình là điều rất văn minh. Hãy thử dùng cùng Việt Anh nhé. Sản phẩm chức năng sinh lý giao hoa là tôi cũng đã được sử dụng rồi, trải nghiệm rồi. Nó có những cái thành phần thảo dược thiên nhiên như là sâm mắc ca, rồi nhung hiêu. Đó là những cái thành phần mà nó bồi bổ cơ thể, làm tăng cường sức mạnh của một người đàn ông, giúp cho cơ thể được cường tráng hơn và cải thiện cái chức năng sinh lý của một người đàn ông rất tốt. Đặc biệt cái sản phẩm này ấy, lại được chế biến ở cái dạng dung dịch, cho nên nó hấp thu vào cơ thể là rất là nhanh và đồng thời là không có chất thải loại và hấp thu hết. Thế vì vậy cho nên là cái sản phẩm này tôi sử dụng là tôi thấy nó rất là hiệu quả và an toàn, và tôi là rất là tin dùng vì cái sản phẩm này nó đã còn xuất xứ từ Nhật Bản. Thứ nhất là nó dễ sử dụng và có tác dụng rất là nhanh, rất là phù hợp và cũng dễ mang đi mang lại nữa. Nói chung đây là một sản phẩm mình thấy rất là tiện dụng và dễ sử dụng ấy. Nên là chắc là trong thời gian tới mình sẽ sử dụng rất là nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.